một cái lực lượng rất mạnh từ câu lạc bộ An Biên, nhưng Bảy Núi ngày hôm nay cũng đang đưa ra những tốt nhất của họ. Và trong trận đấu hôm nay, Bảy Núi có sự trở lại khá chính của đội trưởng Quý Kante, Võ Văn Ý là thủ môn, đội trưởng là Văn Quý, các thủ Hoàng Minh, Văn Huân, Hồng Uôn, Nguyễn Tuấn và Bảo Thạch là bảy người đá chính của câu lạc bộ Bảy Núi. Chiếc ảnh chúng ta là cao thủ cùng với ban luyện của An Biên. Nếu thắng trận này, khoảng cách sẽ được nới rộng lên 8 điểm. Đội hình của An Biên sẽ gồm có thủ môn Đình Thuận, số 7 Nguyễn Thanh Hải, số 14 Nguyễn Văn Nghĩa, số 16 Hồng Long, Long Củi, số 22 Hồng Công, số 88 Embassy và cuối cùng là Dương Văn Tuấn, Tuấn Vinh. Huấn trưởng của các đội An Biên là ông Phan Trần Tuấn Anh. Không khí trong những trận đấu của An Biên vẫn luôn rất tuyệt vời. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 trận đấu thì các đội An Biên sẽ bảo vệ Vân Sơn bên phía tay phải mà các bạn trong trang phục là toàn đỏ. Còn các thủ Bảy Núi sẽ bên phía ngược lại. Được xem là tốt nhất lên bóng cho các thủ An Biên. Hải Bách. Bách. Lâm Quỳ, Lâm Quỳ. Rất nguy hiểm. Ơi, công thủ 3. Pha băng vào đá bồi rất nhanh của công thủ 3. Nhưng vừa rồi thì bóng có vẻ như đã khé chạm vào một thủ áo trắng. Sẽ là tình huống đá phạt góc của An Biên. Đá phạt góc là Tuấn Vinh, đánh đâu? Không vào! Bóng vừa rồi sang ngang. Đó là sự nguy hiểm của Long Củi. Không cú ba, cái pha xin. Long Củi, Long Củi! Tỷ số đã được mở cho An Biên khi mà vừa rồi Quân Linh đã không thể nói được điều gì. Mắt chữ A, mồm chữ O với tình huống vừa rồi Long Củi. Một tình huống đè mặt trung vệ đối phương xoay sở và dứt điểm đỉnh cao của Long Củi. Bàn thứ 6 của Long Củi SPL mùa này. Bóng đi cực kỳ hiểm áp, Võ Văn Ý chỉ biết chôn chân và đứng nhìn. Long Củi vẫn tỉ đè làm thương, tuyệt vời. Chưa các bạn nói thứ hai, rất hay. Đó là giá trị của Long Củi. Lên bóng dành cho các thủ Bảy Núi, đây là Văn Huân. Nguyễn Tuấn. Huân không vào. Cú đá của Văn Huân bóng trúng vào người của Embassy. Vẫn lại là An Biên. Long Củi. Công cú 3. Công cú 3 không vào. Áo trắng vừa để lộ ra những khoảng trống chết người. Đánh chặn tốt của công cú 3. Dứt điểm. Không được. Xu xa. Kể từ đầu trận đấu đến giờ thì phải nói là công rất chịu khó sút xa và người vừa có 3 dứt điểm là Nguyễn Văn Nghĩa. Nếu như chúng tôi nhớ không nhầm thì Nghĩa có biệt danh là Nghĩa Mì Gõ. Quý KT sút không vào. Quyết định được đưa ra ngay đó là cú đá sệt. Nhưng bóng đi chính diện với thủ môn Tuấn Mèo. Kể từ đầu trận đấu đến giờ của Bảy Núi, Quý đã ra chân rất nhanh. Nếu như ở trong này có một người đá chia lửa cùng với Quý Kante, chúng tôi nghĩ là sẽ Bảy Núi sẽ đỡ hơn một tí khi mà tuyến giữa vẫn đang chỉ có một mình số 2. Và khi cần thì Văn Huân vẫn lùi về nhưng hỗ trợ chưa nhiều cho Quý Kante. Phải nói là quen thuộc và chuyên môn cũng rất cao. Trong đó có thể kể ra như là Nam Nhóc, như là anh Ozin. Nguy hiểm, không vào. Và dứt điểm đầu tiên sau khi vào sân của Công Trung. Làm cùi. Đây rồi. Không vào. Tiếp tục là một tình huống làm tường kiến tạo đến từ Long Củi. Nói chung Long Củi là mẫu tiền đạo của hiếm của bóng đá sân 7 Sài Gòn. Long Củi, ơi. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho cao thủ An Biên. Và không ai khác lại là Long Củi. Ngạo nghễ của Long Củi. Cú đúp rồi. 7 bàn cho Long Củi ở SPL. Không ai ngăn cản nổi Long Củi. Một bàn thắng bằng chân trái và một bàn thắng bằng chân phải. Đó là điều mà Long Củi đã tạo ra ở hai bàn thắng của An Biên khi mà hiệp 1 chưa kết thúc. Khi xem Long thi đấu thì vẫn cái kiểu rất thô, nhưng khi dứt điểm thì không hiểu tại sao lại chính xác đến như thế. Bóng rua của dọc và đi vào khung thành của thủ môn Võ Văn Ý. Đó là một tình huống mà Long Củi đã khai thác được khoảng trống đằng sau lưng của Bảo Thạch. Pha phát bóng dài của thủ môn Thuận Mèo đưa bóng qua đầu của Bảo Thạch và một cú bấm bóng rất tinh tế về cột hai
của Long Củi, người kiến tạo là Thuận Mèo. Một bàn thắng của đầu và cuối. Trên bàn chúng ta là ông Huỳnh Văn Tính, đội trưởng bên phía cao thủ Bảy Núi. Không được. Bảo Thạnh không vào. Cú đá khá găng và nguy hiểm. Và dứt điểm. Bóng được trả ra rất vừa tầm. Lam Tương. Tuyệt vời. Suýt nữa thôi là hat-trick. Hat-trick của Long Củi. Suýt nữa thôi là hat-trick rồi. Nguyễn Công Thành. Rất tốt. Khoảng trống. Dứt điểm. Chưa có bàn thắng thứ ba. Đó là công Cuba. Epasi. Epasi. Công Cuba khoảng trống. Cơ bao. Bóng chạm vào tay của Võ Văn Ý. Các thủ họ bị giạt ra biên tương đối nhiều. Không phải, đường truyền với nhau. Dứt điểm. Cổ dọc. Dứt điểm. Ký của công Cuba. Hơi dối ở tình huống rồi. Văn Giang. Cơ hội. Vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho cao thủ Bảy Núi. Quý Can Tê. Đội trưởng Quý Can Tê. Với bản rút ngắn tỷ số vừa rồi của Quý Can Tê. 5 bàn thắng của Quý Can Tê. Tạm thời Quý Can Tê đang kém Hồng Long. Long Củi 2 bàn. Trước đó thì Hồng Hùng đã hụt. Và bóng đến với vị trí của Quý Can Tê. Hồng Hùng. Dứt điểm. Không được. Bóng không bật ra. Ở trong tình huống vừa rồi. Anh Ngô Dinh. Vũ Xuân Du. Ba đi bóng rất nỗ lực. Cơ hội. Cơ vào. Có vẻ như bóng đã chạm tay của trung vệ bên phía các thủ Bảy Núi. Ba bóng rất rõ ràng. Và penalty. Đó là một tình huống mà không thể có một án phạt nào khác ngoài thẻ đỏ trực tiếp cho công Tùng. Nếu như không có cánh tay thì bóng đã đi vào lưới rồi. Xuân Du. Cú đá rất căng và chính xác. 3-1 cho An Biên. Chúng ta xem lại cú đá này. Cú đá rất căng vào chính trước khung thành. Sự tự tin là tuyệt đối của Vũ Xuân Du. Sút vào. Người ghi bàn là Thanh Huy. Trận thắng tuyệt đối cho An Biên. Không rơi rụng dù chỉ là một điểm. Tiếp tục đang là An Biên. Không có một áp lực nào với người đang cầm bóng của An Biên. Xuân Du. Công Cuba. Dứt điểm. Bóng chạm cột. Suýt nữa thôi là 5-1 rồi. Phải nói là những tình huống động tác chân của Công Cuba đều rất đáng sợ. Chúng ta cùng nhau xem lại cú sút này. Cú đá cực kỳ găng. Bóng rội vào cột dọc. Xuân Du. Nhạt nhóc. Cơ hội cơ vào. Xuân Du. Đáy biên. Dứt điểm. Có thêm bàn thắng. 5-1. 5-1 cho An Biên. Không bất ngờ. Đó là cú đúp của Thanh Huy. Chúng tôi nghĩ là đây khả năng là sẽ là trận đấu được xem là dễ dàng nhất của An Biên kể từ đầu. Nam nhóc. Thanh Huy. Hát truy. Và ra chân rất chất lượng. Gần như là chủ môn bên phía các thủ Bảy Núi đã bị khuất tầm nhìn. Chí Cường đã không thể nhìn thấy bóng. Bia Sài Gòn, nhà tài trợ chính thức của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia. Bia Sài Gòn Cup 2024. Đáy biên. Dứt điểm. Poker. 4 bàn cho Thanh Huy. Cái điểm chung những bàn thắng của Quang Huy đều là chỉ là các bạn là Thanh Huy là những bàn thắng ở bên phía cánh phải. Khi mà cầu thủ này đã chọn vị trí. Trong đó có Phú Ngựa. Chỉ là các bạn là Phú Gia Lai. Phú Gia Lai, anh Phú Gia Lai. Trợ lý huấn luyện viên của An Biên. Bàn thắng rất đơn giản của Thanh Huy.
khi mà tất cả các thủ đều đã thay ra. Anh Ozi chân trái không vào, bóng vẫn đang thuộc quyền soát của các thủ án biên. Hoàng Bửu là cầu thủ xuất thân từ Long An, đây là cầu thủ hay đá vị trí trung vệ ở S11. Như vậy là đã có bàn thắng tiếp theo và lần này thì Công Cuba đã có tên trên bảng tỷ số. Vùi dập khoảng cách bây giờ với nhóm bắn đuổi đang lên đến 8 điểm khi bối cảnh mùa giải còn 3 vòng đấu nữa. Mọi thứ đang dần dần khép lại với An Biên. Bên phía Bảy Núi không có phút bù giờ nào. Và như vậy là trận đấu đã khép lại. Một thắng lợi phải nói rằng là vùi dập 8-1 của An Biên. Một chiến thắng khẳng định cho sức mạnh và gần như bây giờ không còn một đội bóng nào có thể đủ khả năng cản bước tiến đến hành trình vô địch của An Biên.